Dạ mến chào bà cô chú anh chị, đây là cái điểm di chuyển thứ hai của nhóm em sẽ phát quà về cái hẻm này nhỏ, nó mọi người sẽ dùng vận chuyển dùng xe máy để chuyển lương thực vào. Thì cái hẻm này nó hơi chặt hơi nhỏ, nằm sâu ở trong nên hầu như chưa có ai đến hỗ trợ, thì nhóm em lại tiếp tục hỗ trợ. Còn khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 phần. Em cũng đăng lên xin. Em xin bên hôm bữa là ngày lần thứ 2 á chị. Mới được á. Đầu em đi đâu có được. Phải chị ra cái nhiều quá không? Quá chị tụi em cứ lên lầu quá chị. Không phải chị lại bữa lên cho chị hãy xin đó bên anh Phong mới trả lời em mà tại vì từ quay nó chứ không được đâu. Đúng rồi. Không được đó, đi không được. Vậy là chị gái này là liên lạc của em hả? Dạ. Chị liên lạc qua điện thoại hay là Facebook? Em nhắn Facebook. Facebook hả? Cho nên cô bác anh chị nào mà có hỏi thăm á, nhớ nhắn cái địa chỉ, số điện thoại người liên lạc. Có nhiều cô chú có nhắn tin địa chỉ nhưng mà đâu biết liên lạc ai đâu. Thế là phải liên hệ địa phương hỗ trợ cho tụi em. Rau. Giờ heo bộ tàu chả luôn. Đúng á, mình cho nguyên cái giò vậy nó đầy đủ hơn. Còn mình chặt ra nó dụng á. Dự tính là lúc đầu là chặt ra dùm cho bà con có cái da chặt thịt á. Chú có xả mà, chú có xả. Xả mà chị, xả mà đẻ vậy con gà. Xả có gà đủ đủ vậy bằng giò heo. Có sẵn luôn á. Có thiếu gì không? Có thiếu cái món gì không? Đủ chưa? Xả. Nghĩa là đủ không ạ? À, gạo để mình tính các bạn đi. Mình tính theo bao bao là 10. Sao có danh sách không em? Để hỏi chị tổ trưởng, tại chị tổ trưởng là người ghi danh sách chỉ kêu. Giờ còn hai người nè. Còn hai người không biết cho tôi đỡ ăn đi chứ. Không, lấy lại đi nha. Rồi, chị thông cảm nha. Ba phần ăn hay sao? Có đồ ăn hết rồi, nói vậy đi. Cảm ơn chào ông bà cô chú. Thì hiện tại thì nhóm của em gồm phía trước đó là chị Tưởng và em Phong Bụi và mình
là Lê Thị, thì đang di chuyển từ kia điểm ở bên Phạm Thế Hiển quận 8, mới trao 50 phần quà. Đang di chuyển xe máy và phía trước là có xe ba gác của vợ chồng anh Thảo để di chuyển qua bên quận 4, đường Nguyễn Khói quận 4. Nơi này có 20 hộ đang cũng nằm trong hẻm sâu cách ly rất là lâu rồi, cũng hơn một tháng rồi không có ai hỗ trợ. Thì hôm nay nhóm của em quyết định sẽ đi tới những cái hẻm sâu nhất, những cái hẻm nào ít người nhất, hỗ trợ nhất, thì nhóm em sẽ trao quà. Con phát từ dịch tới giờ luôn đó, mình con phát
Trời ơi, nó nói đừng nó bu lên, anh còn lại lấy đồ không người ta đi ra ngồi hãy phút lên. Vô đi, để mày la chết lên đó. 20 bò lại còn mấy bao hết rồi. Nhớ dùng đi. 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 Nhớ